Chào các bạn. Bữa nay là ngày 11 tháng 7 âm lịch nha các bạn. Mình câu cá giới thiệu cho các bạn xem. Trước tiên là mình chúc cho các bạn ở nhà thật nhiều sức khỏe để phòng ngừa Covid. Thì các bạn đi câu không được là các bạn cứ ở nhà rồi lúc nào mà hết dịch rồi là các bạn đi câu. Chứ cũng đừng có đi ra ngoài nhiều không tốt, tại vì nông dân này là buộc phải đi, sáng nào cũng phải ra bờ bè làm á, thành ra là nông dân có điều kiện để quay được video cho các bạn xem. Các bạn theo dõi mình câu ngang. Cái nâu nó hiện nay là ăn cái nục nha các bạn. Ok, vậy đang mổ rồi các bạn. Đó, đó. Cái gì cũng đặt cái tôi dây xuống tôi nhé, nên dịp dịp clip ở trên nó có cái dài khúc rồi nè, đó đó giờ các bạn ơi. Giò mổ nhẹ quá các bạn bóp sao cái bóp mổ hết mồi đồ được thấy không được rồi thấy các bạn cái gì mổ mạnh quá mạnh mà cái nâu các bạn ơi. À, cái loại bên kia bữa thấy ở đó không đó không con cho màu to con á giờ chụp phay ai cũng có con sông que đỡ lé nổ não luôn dục cái phay luôn á. Mổ tiếp thôi các bạn. Cá nâu bây giờ nó lớn rồi các bạn ơi, nó biết ăn cá rồi, nó đầu mùa là nó ăn rong mà bây giờ là nó ăn cá không các bạn, rong nó không ăn nữa. Rồi cá lại lớn con. Tiếp tục để mổ tiếp ruồng là mình để xuống nhẹ nhẹ mình đừng có mình có luyện ra là nó sẽ nghiêng cái ruồng á các bạn ạ. Nó nghiêng cái ruồng là nó sẽ khó dính nha. Mình phải để nhẹ nhẹ. Bây ăn cái quỷ cái sồn khác quá. Cái gì đó. Chim cu. chim cu để dính được con chim cu
con đi cũng hàng đâu mà hàng ông nào ông quả không á? Không. Ít ngược được á. Có khôn con nó khôn quá. Năm phút rồi các bạn ơi. Cái nâu nó ăn rẹt 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 xíu à, tranh thủ mình câu rồi ngưng nha các bạn. Tại cái nâu mà nó ăn cả giờ. Cứ cỡ thường thường là 10 giờ nó ăn tới 11 giờ, 12 giờ, xong rồi 2 giờ nó ăn tới 3, 4 giờ, nó ăn có mấy tiếng hồi thôi nha các bạn. Cái nó không ăn suốt ngày nha. Bữa nay ngày 11 tháng 7 âm lịch nha các bạn. Tiếp tục các bạn ơi. Ồ, đóng ba đeo, hai đeo. Ồ, này cái này đẹp quá. Ôi chết. Còn nhớt chứ. Ô, này muốn kéo lên nó về các bạn. Cái đó là ngon lắm nha các bạn, cái chim cu á, cái đó là ngon lắm. Quá đẻ quẻ đẻ các bạn ơi. Các bạn ở nhà ráng nghỉ cho nó hết dịch để giữ gìn sức khỏe đây các bạn ơi, cho các bạn cũng không nôn vội gì nha. Rồi mình đây là mình câu để mình làm video cho các bạn xem thôi, chứ còn mình cũng không câu nhiều lắm đâu nha. Mình câu dở mà, đâu câu nhiều được. Mình không có chuyên nghiệp đâu. Mình chỉ câu làm video à, tại vì mình ở bè rồi mình rảnh là mình câu mình làm video thôi nha. Rường này là cái gì nó cũng trơ hết các bạn. Cái liệt cái bóp đồ gì là bụp hết á, cái bóp nó cũng dính luôn các bạn. Nếu mà dân đi câu là phải câu vừa cá thôi. Cái gì cũng được á. Vừa cá là dở câu chứ. Mình để xuống nhẹ nhẹ vậy nè các bạn ơi. Các bạn mà liệng ra là nó sẽ dính, nó sẽ nguyên ruồng nha. Mổ đẻ ghê các bạn, mổ cọc 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 cọc, đẻ ghê mà cái gì mổ. Nếu mà cái nâu mổ là dính liền à. Do là chắc cái sơn đồ đó, chắc cái nâu, cái lớn là dễ dính lắm. Ồ, cái sơn, sơn đen luôn tử. Cô cái sơn dính nè các bạn. Thôi chịu. Rường này quẳng câu cá liệt được chứ hơi đâu phải cần lử đâu các bạn. Mình câu cá nâu rồi cá bóp, cá liệt, cá chim rồi nó cái nào ăn lên là giật à. Chỉnh lại cũng một lần câu xíu rồi chỉnh lại.
cái gì mổ quét đầu luôn các bạn. Con cá nục mình cắt ra làm 3 khúc nha các bạn. Các bạn nào xem video của nông dân á, các bạn có yêu mến nông dân là các bạn nhớ chưa đăng ký kênh là đăng ký kênh ủng hộ cho nông dân, và nhớ cho nông dân một like nha. Chỉ có con cá sơn là nó nhỏ các bạn à, nó có dãy nữa là giật nó khó dính, chứ còn mà cá không phải dãy là giật dễ dính lắm. Đường đây là giật dễ dính mà cá sơn là thua. Mổ quá mổ. Nó rỉ quá rỉ hết mồi luôn các bạn. Hết mồi liên tục.
video đến đây kết thúc. Mình chúc các bạn sẽ vui vẻ. Nếu như các bạn nào mà chưa đăng ký là ủng hộ đăng ký kênh về cho nông dân like nha. Nông dân